Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2010, khi công nghiệp quốc phòng triển khai nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất radar và chế tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, thì trên thế giới cũng chỉ có 8 quốc gia sản xuất được radar và đều là những nước có tập đoàn công nghiệp quân sự khổng lồ. Sau 4 năm nghiên cứu, thử nghiệm, năm 2014, sản phẩm radar hoàn chỉnh đầu tiên đã được nghiệm thu bởi Bộ Quốc phòng và được tiến hành sản xuất hàng loạt để trang bị cho các quân chủng. Chưa hết, đến năm 2017, radar do công nghiệp quốc phòng nước ta chế tạo còn được xuất khẩu đưa Việt Nam vào danh sách 9 quốc gia trên thế giới có thể sản xuất thành công những thiết bị quân sự hiện đại để quản lý vùng trời. Không giống như việc nghiên cứu sản xuất thử nghiệm của các tổ hợp công nghiệp quân sự khổng lồ trên thế giới, những kỹ sư Việt Nam đã phải sản xuất và thử nghiệm radar trong điều kiện khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như ở các nước khác, họ có một bài thử ngay gần sân bay và với đầy đủ các phương tiện hiện đại nhất, kiểm định liên tục thì ta lại chỉ làm các bài thử thực tế với một số phương tiện bay dân sự. Đối với các phương tiện hiện đại như Su-30 MK2 của Không quân Việt Nam, các kỹ sư chủ yếu thực hiện các bài tính toán trên lý thuyết và chỉ được thử với thiết bị bay thật khi nghiệm thu sản phẩm. Thì việc thuê Su-30 MK2 không chỉ là vấn đề chi phí mà còn liên quan đến vấn đề quốc phòng, nên trước khi hoàn thiện để nghiệm thu, sản phẩm chưa được thử nghiệm với máy bay thật. Và khoảnh khắc hồi hộp nhất với các kỹ sư Việt Nam là khi chở Su-30 xuất hiện rõ nét trên màn hình radar do họ sản xuất khi kết thúc toàn bộ hành trình bay thì họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đó là lần đầu tiên nhóm được tiếp xúc với mục tiêu bay thực tế như Su-30 để kiểm định các tính toán trước đó cho sản phẩm. Sau đó, được Bộ Quốc phòng công nhận là chất lượng tương đương các loại khí tài và quân đội Việt Nam nhập khẩu, qua đó khẳng định sản phẩm radar Made in Việt Nam do chính bàn tay khối óc của các chuyên gia Việt Nam nghiên cứu, chế tạo đều thuộc radar thế hệ mới hiện đại và ngang tầm quốc tế. Với bất ngờ lớn chưa từng có tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022, trên cơ sở kết quả đạt được của các đài radar trước đó, công nghiệp quốc phòng Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ và tiên phong trong lĩnh vực radar bằng việc cho ra đời các sản phẩm radar 3D 3 tọa độ, radar 3D tầm gần và radar 3D tầm trung. Đây là các loại radar thuộc loại tiên tiến nhất trên thế giới với công nghệ hiện đại bậc nhất, quét bước sóng điện tử và anten mảng pha. Các đài radar 3D chiến thuật băng S, đài radar 3D cảnh giới tầm trung băng S đang được hoàn thiện và đi vào sản xuất, dự kiến trang bị trong năm 2023-2024. Các đài radar 3D đảm bảo các tính năng kỹ thuật chiến thuật tương đương với các sản phẩm radar hiện đại trên thế giới và thay thế các dòng sản phẩm radar cũ đang trang bị trong quân đội. Các công nghệ được áp dụng cho các dòng sản phẩm này bao gồm anten mảng pha tích cực, quét hút sóng điện tử, công nghệ in-AN, các thuật toán trí tuệ nhân tạo cũng như phân loại và nhận dạng mục tiêu. Và mới đây, đài radar cảnh giới nhìn vòng tầm trung 3 tọa độ bằng sóng S cực đỉnh do Việt Nam chế tạo đã chính thức được ra mắt, giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam Defense 2022. Đây là radar thế hệ mới được chế tạo để phát hiện, định vị các mục tiêu bay ở độ cao tầm trung, cự ly tầm trung với đủ 3 tham số cự ly gốc ta, góc phương vị và tốc độ nhằm cung cấp tình báo trên không cho hệ thống C4ISR, bao gồm chỉ huy kiểm soát, truyền thông, máy tính, tình báo quân sự, cảnh giới và trinh sát, tạo sự tương tác trong tác chiến của các đơn vị quân sự, cung cấp một bức tranh chính xác và hoàn chỉnh về chiến trường, vị trí kẻ thù cũng như vị trí của các lực lượng đồng minh, lực lượng phía ta và đồng bộ các hoạt động của các đơn vị tác chiến, cũng như tự động hóa hệ thống chỉ huy tác chiến theo thời gian thực. Nhìn bên ngoài, tổ hợp radar này có thiết kế mỹ thuật đẹp ngang ngửa những loại của Nga, Mỹ và một số quốc gia hàng đầu trên thế giới. Nhưng nhìn vào thông số kỹ chiến thuật thì quả thực tôi hơi giật mình bởi lẽ nó quá hoàn hảo, chẳng thua kém các loại radar đời mới nhất, bao gồm phát hiện định vị mục tiêu ở cự ly đến 364m, độ cao dưới 25km, quét 360 độ, tốc độ quét đạt 12 vòng một phút, số mục tiêu có thể bám sát cùng lúc là hơn 300 mục tiêu. Loại mục tiêu bao gồm máy bay hàng không dân dụng, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng bay treo, cung cấp thông tin mục tiêu gồm cự ly, phương vị, độ cao và vận tốc, có khả năng chống tác chiến điện tử, cung cấp thông tin mục tiêu cho hệ thống tự động hóa, chỉ huy điều khiển và tổ hợp tự động hóa,
thời gian triển khai và thu hồi đạt dưới 20 phút. Toàn bộ tổ hợp radar được đặt vừa vặn lên khung, gồm 2 xe vận tải quân sự Việt dã, 4 cầu chủ động 8x8 Kama 6560 đổi mới nhất của Nga, cho phép cơ động tốt trên mọi địa hình ở tốc độ cao. Với sự thành công vượt bậc này, chỉ vài năm nữa thôi là hàng loạt đơn vị phòng không của Việt Nam sẽ được trang bị tổ hợp radar đổi mới này, góp phần vào việc bảo vệ vững chắc vùng trời và hoàn toàn có thể được xuất khẩu ra nước ngoài. Một lần nữa, xin chúc mừng ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam chúng ta đã và đang lớn mạnh. Quân đội Việt Nam bắn rơi 6 máy bay B-52 của Mỹ chỉ trong một đêm năm 1972. Thưa quý vị, bài báo Ấn Độ tỏ ra ấn tượng với năng lực quân đội Việt Nam bắn rơi nhiều máy bay chiến lược B-52 của Mỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Tác giả viết, trong một đêm, phía Việt Nam đã bắn hạ tới 6 chiếc B-52 của đối phương. Mới đây, tờ báo tiếng Anh của Ấn Độ Eurasian Times đã có một bài viết dài về cuộc đối đầu lịch sử giữa quân đội nhân dân Việt Nam và các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972, phía Mỹ gọi là chiến dịch Linebacker 2. Tác giả bài viết nhấn mạnh chi tiết quân đội Việt Nam đã bắn hạ được 6 pháo đài bay B-52 chỉ trong một đêm vào tháng 12 năm 1972, gây thiệt hại nặng nề cho không quân Mỹ. Số liệu máy bay B-52 bị bắn rơi trong bài này là những con số được phía Mỹ thừa nhận. Báo điện tử VOV lược dịch bài viết nói trên. Sức mạnh đáng sợ của B-52, lá bài chính trị của Tổng thống Nixon. Cách đây đúng 50 năm, 200 chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ thực hiện 730 phi vụ trong vòng 12 ngày đêm trên bầu trời miền Bắc Việt Nam, với trọng điểm tấn công ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Chúng thả hơn 20.000 tấn bom trong cuộc tập kích đường không được coi là lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến II, gây cho người dân Việt Nam nhiều tổn thất về sinh mạng. Chỉ hơn một tháng trước chiến dịch tập kích này, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai với lời hứa hẹn chấm dứt sự dính líu của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Để gây sức ép với chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa liên quan đến đàm phán hòa bình, Tổng thống Nixon đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch ném bom chiến lược trong 12 ngày đêm, mang mật danh Linebacker 2. Trước đó, không quân Mỹ đã cổ suý cho phương án ném bom và giờ thì họ có cơ hội thực hiện phương án đó. Nói theo ngôn ngữ của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger, mục đích của Linebacker 2 là phá hủy các mục tiêu có giá trị cao như các cơ sở quân sự trọng yếu, các tuyến đường sắt, các nhà máy điện, xưởng sản xuất, để gây chấn động tâm can người Việt Nam. Máy bay B-52 hạng Boeing gọi là pháo đài tầng bình lưu có khả năng mang 32 tấn vũ khí hạt nhân hoặc thông thường và bay tốc độ dưới âm thanh ở trần độ cao là 15,1 km, vượt ra ngoài tầm nhìn bằng mắt thường nên các cuộc anh toạc do máy bay này thực hiện có thể gây tác động mạnh cho đối phương cả về khía cạnh vật chất lẫn tinh thần. Tác giả Bicker trong luận án năm 2000 viết, Nixon muốn gây tác động tâm lý tối đa lên miền Bắc Việt Nam và B-52 là công cụ mạnh nhất của không quân để đạt được điều đó. Đối thủ chính của B-52 là các quả tên lửa đất đối không SAM S-75 Vina do Liên Xô chế tạo. Tên lửa này có thể mang đầu đạn nặng 195 kg và bay lên tới độ cao 30 km với tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Phía Việt Nam cũng bí mật cải thiện mạng lưới radar bằng việc đưa vào sử dụng một loại radar điều khiển hỏa lực mới được cho là giúp nâng cao độ chính xác của tên lửa S-75, hỏa lực phòng không mãnh liệt. Ngày 18 tháng 12 năm 1972, 129 chiếc B-52 cất cánh từ đảo Guam và từ Thái Lan để hủy diệt các thành phố Hà Nội và Hải Phòng. 87 chiếc B-52 cất cánh từ sân bay Andersen trên đảo Guam. 42 chiếc B-52 cất cánh từ sân bay Utapao trên đất Thái Lan. Nếu bay từ Guam sẽ mất 12 tiếng, còn từ sân bay Utapao chỉ mất 3-4 tiếng nếu không cần tiếp nhiên liệu trên không. Vào đêm đầu chiến dịch, Việt Nam phóng khoảng 200 tên lửa S-75 vào đội hình B-52, bắn rơi 3 chiếc trong số đó và làm hư hại 2 chiếc khác. Một cựu phi công Mỹ nhớ lại trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN, cứ như đi bộ trên đỉnh các quả tên lửa trên bầu trời. Có rất nhiều tên lửa lao về phía bạn, viên phi công này cho biết. Đạn cao xạ sáng đến mức người ta có thể đọc báo trong buồng lái.
Tổn thất thảm họa của B-52 trong đêm đầu tiên của chiến dịch Linebacker 2 đã gây tổn thương cho tinh thần chiến đấu của các phi công ở Guam và Utapao. Trong khi khí thế của quân đội Việt Nam lại dâng cao, Nguyễn Văn Việt, một sĩ quan hỏa lực tên lửa phòng không của Việt Nam cho biết, sau đêm đầu tiên đó, chúng tôi biết rằng B-52 cũng có thể bị tiêu diệt như bất cứ máy bay nào khác. Vào đêm thứ 3 của chiến dịch, ngày 20 tháng 12 năm 1972, các trắc thủ Việt Nam đã thấy rõ chiến thuật của không quân Mỹ. Các máy bay B-52 sẽ bay theo hàng dài qua các khu vực đã định trước. Sau khi thả bom, chúng sẽ thực hiện rẽ. Máy bay thường nghiêng về phía rẽ. Nhưng khi rẽ nghiêng như vậy, các thiết bị gây nhiễu điện tử của máy bay sẽ hướng lên trời, khiến máy bay trở nên dễ bị tấn công bằng tên lửa đất đối không. Wayne Wallingford, một sĩ quan tác chiến điện tử đóng ở Utapao và từng ngồi trên B-52 thực hiện 7 phi vụ trên bầu trời Hà Nội nói, chúng tôi được yêu cầu bay thẳng và bằng trong 2 phút khi ném bom. Như vậy là lúc đó chúng tôi giống như một mục tiêu cố định cho đối phương. Ngoài ra, Wallingford cho biết thêm rằng việc mở cửa khoang bom cũng làm tăng diện tiếp xúc của máy bay với sóng radar đối phương. Ron Ballet, một sĩ quan tác chiến điện tử khác trên B-52 thừa nhận rằng như vậy, B-52 vẫn bị phát hiện trong giải nhiễu, đòn choáng váng. Vào đêm thứ 3 của chiến dịch tập kích chiến lược B-52, có tới 6 máy bay B-52 bị bắn rơi. Tổn thất lớn này khiến Tổng thống Nixon rất tức giận. Không những vậy, theo tác giả Bicker, ông Nixon còn lo ngại tổn thất nặng nề về B-52 chiến đấu cơ hùng mạnh nhất của Mỹ khi đó có thể gây ra tác dụng ngược về tâm lý, trái với điều ông muốn tạo ra. Đêm tiếp theo, Mỹ chỉ đạo các phi công B-52 bay tới Hà Nội ở các độ cao khác nhau, theo các hướng khác nhau và không bay nguyên cả một đoàn qua các mục tiêu mà họ vừa tấn công. Tuy nhiên, 2 trong số 30 chiếc máy bay B-52 tham gia tác chiến vào đêm thứ tư vẫn bị bắn hạ. Đến những ngày cuối cùng chiến dịch, vẫn có thêm B-52 bị bắn rơi. Do các cuộc oanh tạc này được thực hiện vào ban đêm, nên khi trở về căn cứ các máy bay sẽ phải hạ cánh giữa màn đêm. Phải đến sáng hôm sau, các kíp bay mới nhận ra đồng đội nào không trở về được nữa. Phía Mỹ nói 33 phi công B-52 của họ đã tử trận trong chiến dịch này. Tổn thất B-52 của Mỹ trong chiến dịch này là chưa từng có tiền lệ tại thời điểm đó. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!